Alo, và như vậy là chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Bây giờ thì kèo đấu mới chính thức diễn ra sau một hồi chém gió tương đối lâu. Thì kèo đấu đã được chính thức diễn ra. Màn hình máy của game thủ No 1 cầm Babylon. Và chúng ta cùng chờ đợi xem quân là như thế nào. No 1 là người cầm Babylon. Trận đấu đầu tiên, trận đấu khởi động. Và Chip Boy là người cầm Sen. Như vậy là một Babylon là một Sen. Một khởi đầu tương đối ổn dành cho cặp đôi đến từ Game TV. Một Babylon và một Sen. Trận đấu đầu tiên. Màn hình máy của game thủ No 1. Chúng ta hãy cùng xem có lẽ là Babylon trước. Một bãi quả đầu tiên chỉ có 6 cây. Phía xa có một bầy hươu. Những cây gỗ đầu là siêu siêu gần. Toàn bộ là những cây gỗ 75. Có một cây gần sát ở phía hướng xuống góc 6 giờ là cây 40 thôi. Còn lại toàn bộ là những cây 75. BS đầu sẽ được thiết kế một cách sớm thôi. Bây giờ thì cắt nông dân đầu tiên ra đi dò. Không biết quân bên phía Yugi và Exciter trong trận đấu này là những quân gì nữa. Lát nữa chúng ta hãy cùng theo dõi khi mà các game thủ cùng soi timeline. Vâng, đàn hươu đầu tiên cũng chỉ có 4 con. Hơi ít. Hơi ít cho một bầy hươu đầu. Như vậy là con thứ 5 đã xuất hiện. Vâng, nhanh tay đá bầy hươu đầu tiên về. Sau đó một nông dân vẫn cần cù đi dò. Thêm một voi. Có lẽ sẽ là một bài Babylon đánh chém. Vâng, đồ ăn như thế này là có thể là có thể khả quan với một bài 23 nông dân. Một cánh rừng dừa duy nhất tính đến thời điểm này. Hướng lên góc 3 giờ. Thêm một bãi quả phụ nữa là đẹp. Không cần quá nhiều, 23 nông dân. Vâng, những con hiều chết không thực sự quá mắc binh, không thực sự quá sát so với nhà chính. Nhưng vâng, điều đó cũng là không quá cần thiết khi mà thời điểm này đã có thêm voi. Và nếu có thêm bãi quả phụ nữa thực sự là một bài vâng chém mắc binh với một loại chém vâng thông thường như Babylon. Một cánh rừng thông ở phía trong rất đẹp và một cánh rừng thụt ngay phía trong cực kỳ đẹp. Thêm một bầy hiếu nữa. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Vâng, chừng đó là chưa đủ với 23 nông dân. Con hiêu kia sẽ về và con voi này cũng vậy. Nhưng đây chỉ là một voi và phía xa cũng chỉ còn lại một hiêu. Thêm một bầy hiếu nữa, không có gì khẳng định đó là một bầy hiếu to, vì vậy vẫn cần thêm một đồ ăn nữa. Vâng, rất tỉnh táo trong những tình huống phóng voi. Vâng, đề phòng voi quay đầu, như vậy là có thêm đôi voi và một bầy hiêu. Đồ ăn đã đủ để ép với 23 nông dân nhưng được chém là không quá nhiều. Chúng ta hãy cùng đá qua Chip Boy một chút xem Chip Boy có đủ đồ hay chưa. Như vậy là có voi nữa. Có voi ở nhà chính rồi. Bầy hươu đầu tiên của Chip Boy cũng ít nhất là 5 con. Vâng, hy vọng đó. Như vậy là Chip Boy đánh 23 nông dân rồi. Một bài Chip Boy sẽ là người đánh chém. Còn vâng, có lẽ là đã kích đời rồi. Như vậy là bây giờ mới kích. Vâng, 23 nông dân đầu 7. Hơi muộn màng. Ăn tranh với lại game thủ Exciter. Exciter là người cầm quân gì? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, Maxe, Pamiran, Roman hay vâng Catania, chúng ta hãy cùng chờ xem. Một bài ép không thực sự quá chuẩn của Sen của game thủ Chip Boy. Vâng, Chip Boy đang tập trung ép hết chỗ đồ ăn này để có thể lên đời. Chứ vâng không mạo hiểm kéo nông dân ra ăn tranh với game thủ Exciter. Như vậy là một Babylon của game thủ Yugi. Còn Exciter cầm gì thì tôi vẫn chưa rõ. Soi tham tình huống vừa rồi là quá nhanh. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục chuyển về màn hình máy game thủ No 1. 2S ở cánh rừng thụt ở phía trong. Bây giờ thì cắt tiếp, vâng, nông dân đưa thêm một voi nữa. Vâng, có vẻ hai con sư tử là chướng ngại vật. Nhưng bây giờ nó bắt buộc phải đưa về để kiếm đồ ăn. Có vẻ như một pha ép, vâng, cân đối không thực sự quá chính xác. Vâng, gỗ là thừa hơi nhiều. Vẫn là Chip Boy và No 1 là hai người lên đời sớm nhất.
Nhưng lực của cả hai game thủ, vâng, tất nhiên là chỉ đời một thôi, lực của hai game thủ ở trong trận đấu này không thực sự quá khỏe. Một nâu một 26 nông dân Babylon và một Chip Boy, chúng ta hãy cùng xem. 23 cộng 1, như vậy là có ngựa giò rồi, chọc vào những thằng nông dân của game thủ Exciter. Như vậy là Pamidan, Exciter là người cầm Pamidan và bị Sen ăn tranh. Vâng, sức chém của Pamidan sẽ giảm đi rất nhiều khi ăn tranh với Sen. Sen không được xem là một loại nông dân ăn tranh quá tuyển, nhưng với việc nông dân của Sen rẻ có thể kéo nhiều, vâng, số lượng có thể bù lại được chất lượng. Hơi lằng ngoằng trong tình huống BE vừa rồi, vì vậy chúng ta cùng xem. Như vậy là không lọt, vẫn lọt. Vâng, con giò chưa có công, hơi đáng tiếc là chưa có công, mới chỉ có cái giáp. Nhưng bị bò mất bài gỗ rồi, hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Bài gỗ vừa rồi là cực kỳ nhiều nông dân của Exciter phía trong và nông dân Pamidan. Giá như mà con ngựa giò có công trong tình huống vừa rồi thì mọi sự có lẽ đã khác đi rất nhiều. Nhưng bây giờ thì có cung tê của game thủ No1 đẩy ra và ngựa chém của game thủ, à xin lỗi bạn, là lạc đà của game thủ bé Pi, tức game thủ Chip Boy bắt đầu chơi. Babylon sẽ đánh cung và Pamidan tất nhiên sẽ là người đánh chém cho Babylon. Nhưng Pamidan ăn tranh, một bài Pamidan yếu. Chúng ta hãy cùng chờ xem Chip Boy thể hiện được những gì. Bốn nông dân, bãi vàng có thể chọc xuyên. Vâng, chơi chết con ngựa giò, liệu có chết hay không, chúng ta cùng chờ xem. Những con lạc đà Pamidan di chuyển là siêu siêu nhanh, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Vâng, bốn nông dân ăn vàng từ thời điểm đầu đến bây giờ thì có lẽ lượng vàng của game thủ Exciter tích được cũng không phải là ít. Vì vậy việc nông dân bãi vàng có chết đi chăng nữa thì Exciter ít nhất cũng phải sóc đều được tầm 24 lạc đà nữa là ít, ít nhất là như vậy. Vâng, bãi vàng chọc xuyên nhưng game thủ Chip Boy không để ý điều đó. Bây giờ thì đã có bánh xe, cố gắng bo nhỏ cái bãi gỗ này vào và sau đó thì chờ những con cung R của game thủ No1 đẩy ra bắn bo nhỏ của Exciter, đẩy về thế 2vs1. Đó là con đường duy nhất. Exciter đang không có thực để sóc quân. Còn Chip Boy thì vẫn đang có lượng lạc đà nhất định và có phù thủ ở nhà. Tạm thời như vậy là ổn. Chúng ta hãy sang màn hình máy game thủ No1 xem tình hình như thế nào. Như vậy là timeline 35 cũng được. Vâng, với một bài Babylon duy nhất 3S ăn một cánh rừng, có thể thông cảm với game thủ No1 tính đến thời điểm này. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại trận đấu thì bây giờ bắt đầu Yugi đẩy quân. Nhưng vâng, khi game thủ Yugi đẩy quân, đó chính là cơ hội để cho game thủ No1 có thể tách những con cung R vâng vào móc máy những vâng cơ sở của game thủ Exciter mà không có quân của game thủ Yugi bảo kê. Rồi, như vậy tạm thời vậy được chiếc BE vừa rồi là ổn. Vâng, có những con lạc đà của game thủ Chip Boy sang đỡ cùng hay không? Khi lượng cung R của game thủ Yugi trong turn này là đông hơn so với game thủ No1. Và thế đứng cũng là đẹp hơn, mặc dù đây là chính nhà của game thủ No1. Vâng, Yugi đang liên tiếp đẩy quân. No1 đang điều R tương đối khéo, các bạn có thể thấy là những pha trèo dốc tương đối tốt của game thủ No1 trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì lại xuống dốc và đợi game thủ Chip Boy đến chăng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy Chip Boy timeline 35/44. Vâng, một thế trận có thể nói là tương đối ổn dành cho hai game thủ đến từ Game TV ngay trong trận đấu đầu tiên. Game thủ Exciter sau tuần này sẽ chết cực kỳ sâu. Vâng, vẩy E và phù con lạc đà này, ok, ổn rồi. Bây giờ thì có lẽ là nên sang đỡ cho game thủ No1 một tay. Vâng, một vài con lạc đà thôi, không cần quá nhiều. Nhưng X cũng đã đi sai rồi, tỷ số là 1-0. Vâng, đầu xuôi thì đuôi lọt, hy vọng là như vậy. Tỷ số là 1-0 ngay trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi, vâng, nghỉ trong giây lát và chờ đợi trong ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.